lực. Gánh nặng cuộc sống có làm bạn thấy nuối tiếc điều gì ở trong quá khứ không? Mình là sinh viên xét tuyển theo phương thức 1. Bọn mình nhập học theo phương thức 4. Mình xét tuyển theo phương thức 4. Bạn tớ sinh viên nhập học theo phương thức 1. Nhưng mà nhìn thấy các bạn đi vào nhập học thì mình cũng thấy rất là vui và háo hức cho các bạn ấy thôi. Vui, choáng ngợp và hào hứng ạ. Hồi hộp. Không biết thế nào nữa. Vui. Vãi. Theo bản thân mình thì cảm thấy là việc nhập học và trực tiếp như này thì được tiếp xúc với nhiều người nó sẽ vui hơn nhỉ? Vui hơn. Còn mình thì thấy là nếu mà chỉ một click chuột thì nó sẽ không còn có những buổi để có thể gặp mặt những bạn mà mình mới được nhập và nhập trường đó. Tớ nghĩ là mặc dù công nghệ phát triển nhưng mà nhập học, chính là những ngày nhập học như thế này thì mình mới có những cái cảm xúc là mình đi tựu trường này, xong phụ huynh cũng được trải nghiệm những cái cảm xúc đấy. Còn nếu như mà online thì đầu tiên là mọi người sẽ kiểu khó để gặp mặt và quen biết nhau ấy, xong sẽ có những cái khó khăn mà mình không thể giải quyết trực tiếp được. Với bản thân cô thì cô đã tham gia nhập học vào trường sư phạm ở Hà Tĩnh. Chú chưa. Với bọn chú thì nó khác, nó không như bây giờ. Hồi các bác đi học ấy thì điều kiện kinh tế chung của cả nước rất khó khăn. Trong đó có quê hương cũng như là gia đình bác thì các bác phải tự tìm đến các trường mà mình muốn đăng ký thi để thi tại trường. Hồi là thi tại trường chứ không thi theo cụm bây giờ. Hôm nay thì đến nhập học cùng con thì cô thấy rất là xúc động. Đầu tiên là cô thấy là phấn khởi và tự hào. Cái đầu tiên bước vào trường thì thấy rất chi là đông và có một cái gì đấy gọi là nó hơi hồi hộp vì lần đầu tiên đưa con đến trường mà. Bản thân chú thì chú chỉ mong sao là con của chú thì nó chú tâm vào học và đạt được cái kết quả tốt nhất thôi trong những cái môi trường mà tốt như thế này. Khác ai? Khác chiều.